dòng tư duy nào đó như nước cuộn dòng sông. Dòng tư duy nào đó thanh thoát một cõi lòng. Dòng tư duy nào đó như biển rộng mênh mông. Dòng tư duy nào đó kết nguồn sống tương quan. Dòng tư duy nào đó như vũ trụ thênh thang. Dòng tư duy nào đó thông suốt một kiếp người. Dòng tư duy nào đó thể nguyện độ chúng sinh. Ta lắng nghe vũ trụ chuyện mình hát thiên ca, từng hạt kinh dũng cảm khắp thế giới gần xa. Dòng tư duy nào đó sống tỉnh thức trong thiền. Dòng tư duy nào đó chân quý đời bình yên. Dòng tư duy nào đó sống đẹp sống hiền hòa. Dòng tư duy nào đó trên môi nở đóa hoa. Dòng tư duy nào đó trên môi nở đóa. Chúng ta học tiếp về chủ đề chân không diệu hữu. Trước khi học chân không diệu hữu, có nghĩa là chân không là chỉ cho cái tâm chân thật thanh tịnh của mình. Và nó diệu hữu có nghĩa là nó có những cái diệu dụng. Diệu dụng đó trước nhất là qua sáu căn. Và từ cái diệu dụng căn bản là cái biết qua sáu căn rồi, thì chúng ta có những cái biết ứng dụng trong cuộc sống. Chứ không phải chỉ có biết thấy, biết nghe, biết ngửi đơn thuần, mà nó sẽ nó có nhiều diệu dụng hơn nữa, sâu sắc hơn nữa, để tạo tác tất cả những cái gì tốt lành cho cuộc sống. Nhưng mà nếu chúng ta không có khéo, thì cũng từ cái chân tâm thanh tịnh, bình đẳng như Phật, chúng ta lại tạo những cái dụng xấu ác. Nó từ cái gì? Từ cái vô minh chấp ngã của mình ra. Từ nếu khi nào mình có vô minh, có chấp ngã, có vọng tưởng, thì cái dụng của mình nó không còn là tốt đẹp thanh tịnh nữa. Trước nhất cái dụng nó không làm cho mình an vui, kế đến nó sẽ gây cho chúng ta một sự đau khổ. Và người chung quanh chúng ta cũng vậy.
cũng bị những cái năng lượng xấu của vô minh chấp ngã mà cũng rối ren. Trong cái tuần trước chúng ta học sâu về tánh không và chân không, chúng ta đã được phân tích rõ từ sự khai thị của Hòa Thượng Ân Sư trong cái quyển Hoa Vô Ưu. Cái phần kết của lời khai thị là tánh không là y cứ theo Bát Nhã để phá chấp. Còn chân không là cái gì? Chân không là y cứ nơi kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm Niết Bàn để chỉ cho chúng ta có cái chân tâm bất sanh bất diệt. Sở dĩ bài này rất là quan trọng vì những người học Phật lâu năm nếu không được khai thị một cách đầy đủ thì mình cũng cảm thấy bối rối, không biết giữa tánh không và chân không nó là một hay là nó khác. Thì ở đây, tới đây, sau khi được Hòa Thượng chỉ dạy rất là cặn kẽ rồi thì mình biết tánh không và chân không là một hay khác. Ai nói là một xin giơ tay lên. Ai nói là khác xin giơ hai ngón tay lên. Khác là để thấy hai, nó là hai. Và hai vấn đề tánh không và chân không nó có quan hệ lẫn nhau không? Quan hệ như thế nào? Khi nào mà mình có được tánh không, mình thấy được bản chất duyên hợp của các pháp, mình nhận được tánh không. Và sau khi mình nhận rồi, đạo Phật là đạo thực hành chứ không phải là đạo lý thuyết. Mình hiểu, mình phải bước qua thực hành. Thấy nó duyên hợp không thật rồi thì mình không dính mắc. Và chính cái lúc không dính mắc là lúc vô trụ, vô phân biệt. Cho nên vô không có tạo tác, vô tác. Và vô não, vô u. Nó có một cái liên tục như thế. Thì chính là lúc chân tâm hiện thiền. Chính là lúc chân không diệu hữu hiện tiền. Xin nhắc lại, khi tu mình có thể nhìn người đó, mình biết cái mức độ tiến tu của người đó không? Người đó đang vô trụ, có nghĩa là không dính mắc, không phiền não, mình biết không? Biết chứ, biết chứ. Một là người đó có sự an vui, nhẹ nhàng, buông xả. Hay là người đó cảm thấy nặng nề, phiền muộn, trách móc. Cho nên ở đây chúng tôi nhắc lại, chúng ta có một cái phước duyên từ khi thiền viện được thành lập đến hôm nay là hơn 12 năm. Chúng ta hàng tuần đều tu học. Ni chúng hàng ngày đều tu học. Và những vấn đề tu học của chúng ta không dậm chân tại chỗ, được khai mở liên tục nhiều mặt. Và một cái bài kinh cách đây 2 năm trong mùa an cư, chúng ta đã được nuôi dưỡng một nguồn trí tuệ tuyệt vời để chúng ta nhớ ba vấn đề là tam tế và lục thô. Những vấn đề căn bản. Khi tâm chúng ta đối diện với cảnh mà chúng ta bước qua lục thô là nó đã quá vô minh rồi. Người tu giỏi, người ta còn phải trừ tam tế mới thành Phật. Hay nói một cách khiêm tốn thì Phật tánh mới hiển lộ thanh tịnh trọn vẹn. Hôm nay dù tất cả chúng ta đều có Phật tánh, nhưng Phật tánh của chúng ta có hiển lộ trọn vẹn không? Không, nó bị trộn lẫn. Nó giống như nước vậy đó, mà nó không thật sự được lọc để gọi là nước thanh khiết. Nó có lẫn ở trong đó. Trong thời gian này chúng tôi đang xem lại kinh Đại Bát Niết Bàn. Chúng tôi thấy trong phẩm Như Lai Tánh có những lời khai thị của Phật quá tuyệt vời. Cho nên hôm nay chúng tôi cũng sẽ chia sẻ quý vị.
để có một cái nhìn về mình rõ hơn. Xin tiếp tục cái ý tam tế lục thô. Lục thô là lúc nào? Chú Tiểu đi vắng rồi ha. Xin mời đại chúng cùng đọc. Lục thô là phân biệt, tiếp tục phân biệt, chấp đắc cứng, đặt tên, tạo nghiệp, khổ đau. Lục thô là sáu tướng, thấy rõ ràng lắm, cho nên nó gọi là thô. Trong chùa nó có hai chữ mà nhiều khi mình không hiểu, mình buồn. Nhưng mà những chữ ở thiền viện là những chữ nói về việc thực hành. Khi anh thô có nghĩa là anh làm những điều nó còn coi như là nó cứng lắm, nó chưa có dụng công một cách tuyệt vời. Còn tế là gì? Tế là cái vô minh nhỏ khó vượt qua lắm. Thô là sáu thứ nè. Chúng ta đi từ cái cuối cùng là cái gì? Khổ đau. Một người mà thấy khổ đau mặt nhăn rồi thì người đó đang vô minh hay đang trí tuệ? Đang giải thoát hay đang dính mắc? Quý vị đã có câu trả lời rồi. Cho nên hôm nay mình có cần lên cầu Phật hiện lên để chỉ cho mình biết, không biết con đang vô minh hay con đang giải thoát, con đang phiền não hay con giải thoát? Có cần thưa Phật không? Chuyện đó nhỏ lắm, tự biết đi. Còn không, huynh đệ chỉ dùng thấy cái mặt chầm chầm đó là biết là khổ đau, mà khổ đau nó nằm trong lục thô. Vậy thì vô minh, mà vô minh này gọi là vô minh phát nghiệp. Trên đó bước thứ năm là gì? Tạo nghiệp. Mình dung dăng, mình có thái độ từ lời nói cho đến hành động. Thay vì đang cộng tác, nó không, chi hai nhóm khác nhau đi, không làm chung nữa, thì biết cái này vô minh chưa? Vô minh. Không phải là nhu cầu Phật sự, mà chính mình muốn như vậy. Mình đang cộng tác, mình nói thôi làm mình đi, chị hay quá chị làm mình đi. Thì này là đang bắt đầu là biết làm sao rồi đây. Tạo nghiệp nằm trong vô minh. Rồi trên cái tạo nghiệp là gì? Chấp cứng. Mình thấy thường thường chấp cứng, mình thấy ai hay ai dở. Thấy ai hay? Mình là người tuyệt vời. Mình là người chịu nhiều cái đắng, bị chèn ép. Thấy mình nhỏ cái ăn hiếp, có khi thấy mình lớn cũng ăn hiếp luôn. Đó, thì khi mà mình chấp cứng như vậy thì đang vô minh. Trong lục thô thấy rõ lắm. Hôm nay đừng có ai nói con không biết tu tiến không. Thấy mặt con là con biết rồi. Nếu chầm chầm hoài là biết tiến hay lùi? Lùi. Nói tới là thấy sụ liền thì tiến hay lùi? Lùi. Mặt phấy, hồn nhiên. Kế đó bước thứ tư là gì? Đặt tên. Mình đặt tên là người đó là tốt, người đó là xấu, người đó là thông cảm với mình, hay người này là người khó ưa. Mình bắt đầu đặt tên vấn đề thì là một tướng thô của phụ mình đó. Và đi lên nữa là cái gì? Bước thứ hai, phân biệt, tiếp tục phân biệt. Chấp cứng mới nói đó, mới nói, phân biệt, tiếp tục phân biệt. Vừa nhìn một pháp là phân biệt liền. Hôm nay tôi thấy bình qua tôi cũng tập không phân biệt. Nhìn một cách hồn nhiên, chứ nếu không mình nó ủa, màu đỏ ha, sao không loại hai màu ta, sao không lấy hồng hai da, hay là vân vân. Mình sẽ có nhiều cái ý kiến, thì chính là phân biệt, tiếp tục phân biệt. Mấy người đệ thông cảm không? Cho nên khi nói như vậy rồi tu không lẽ không phân biệt? Thưa đại chúng, một cách thực tế là chuyện gì đáng phân biệt hãy phân biệt, không đáng phân biệt hãy tập làm Phật. Còn mình luôn luôn phân biệt thì mình tập làm gì? Tập làm chúng sanh luân hồi sanh tử khổ đau. Giờ ai thích tập làm gì nè? Ai thích vô cái nhóm thứ nhất tập làm Phật? Ai thích vô nhóm thứ hai tập làm chúng sanh thoải mái, khởi niệm vui, nghĩa là thoải mái, tự do, độc lập, muốn gây lộn thì gây, muốn buồn là buồn, muốn giận là giận. Ai vô nhóm thứ nhất xin giơ tay, còn ai thứ hai cũng giơ luôn coi, hai ngón. Nhóm thứ hai, hai ngón tay. Đó, thì hy vọng quý vị giơ tay trước Phật chứng minh.
hãy nhớ nhớ đừng phân biệt. Và chúng tôi cũng giống như đại chúng thôi, cũng từ chúng sanh tu lên, cho nên rất thông cảm để nói rằng mình hãy trước nhất cái gì không cần thiết không phân biệt, còn cái gì cần thiết cứ phân biệt đi, rồi sau này mình mới thấy rằng ồ chuyện đó cũng không cần thiết luôn, buông luôn. Mình rất là thực tế để tiến tu chứ không bắt buộc. Còn đụng gì cũng dính mắt, đụng cái gì cũng phân biệt, vô lớp học thầy chỉ dạy mình cũng phân biệt, có thầy nói trúng không, mình đủ trình độ để phân biệt không? Mà một đứa học trò như vậy có học giỏi nổi không? Không. Thì khi tu cũng vậy, đến một nơi để tu tập mà mình mắc chê khen đầu trên đầu dưới, ban này sao ban kia sao, thì người đó cuối cùng có tu được không? Không. Xin nhớ hãy làm nhàn đạo nhân giải thoát, không đáng, không không phân biệt, để chính mình được giải thoát. Thưa đại chúng, vậy cái mối quan hệ giữa tánh không và chân không là chỉ khi nào mình phá hết các pháp chấp mới nhận ra chân tâm, mà chân tâm chính là chân không diệu hữu. Mà khi phá hết các pháp chấp có nghĩa là bằng trí tuệ bát nhã mình thấy các pháp đều do duyên hợp, mà duyên hợp thì là tánh không, có nghĩa là nó không thật, nó không cố định. À, thì những cái chữ này, bài học này là bài học hành trì. Chúng tôi mong rằng đại chúng thật sự hiểu được. Giống như đây là một bài học cần thiết trước khi đến Thiền viện Vô U. Mình biết địa chỉ số mấy, nhưng mà biết địa chỉ số mấy có tới Thiền viện được không? Không, mình phải lên xe, mình biết mình đi hướng nào. Và thật sự mình đặt chân được đến Thiền viện thì mới gọi là trí tuệ trọn vẹn. Hôm nay cũng vậy, chúng ta tất cả đều là phàm phu, tất cả đều là có nhiều vô minh phiền não. Hôm nay để tu tập có kết quả, mình phải biết rõ về mình và mình biết rõ cách dụng công. Qua cái bài học này, chúng ta làm sao phá hết pháp chấp. Mà phá hết pháp chấp có nghĩa là mình không phân biệt, chấp ở sáu tướng đó, phân biệt tiếp tục phân biệt, chấp cứng đặt tên tạo nghiệp khổ đau đó. Mà muốn không tới khổ đau thì mình phải dừng từ đâu? Từ đâu? Không phân biệt. Chứ có người đang khổ đau đó, con mà muốn hết khổ đau là người đó phải xin lỗi con. Mình đòi hỏi từ bên ngoài thì có bảo đảm không? Lỡ người ta không xin lỗi thì mình phải phiền não hoài. Con mà hết khổ đau là khi con sống với những người tốt, thật là tốt. Kiếm ở đâu ra? Cái mạng mình là cái mạng xấu hay tốt? Mình cũng đầy nghiệp chướng nặng nề, làm sao có duyên câu hội với người tốt? Cho nên nhiều khi mơ mộng nói thôi, con sanh về cõi Phật để con tu cho thành Phật dễ. Nhưng mà điều kiện từ đây để sinh về cõi Phật thì sao? Con phải thành Phật thì con mới sanh về cõi Phật. Con phải đủ những tác nhân làm Phật, con mới sanh về cõi Phật. Tác nhân đó chính là phải dừng phân biệt, dừng tạo nghiệp, dừng khổ đau. Vậy thì cái quan hệ giữa tánh không và chân không là khi nào mà chúng ta giác ngộ được bản chất của các pháp là duyên hợp, là tánh không. Và khi thấy được tánh không rồi thì phải là vô trụ vô chấp, thì chân tâm mình mới hiện tiền. Chứ nhiều khi mình cũng biết nó các pháp nó không thật, có duyên hợp, nhưng mà mình vẫn cứ trụ, thì cái biết đó không phải là thật biết. Cái biết của đạo Phật là biết là phải hành trì, chứ không phải biết trên văn tự. Cho nên ai nói tánh không là chân không thì đó là sai lầm lớn. Vì một bên bác không lập gì hết, còn một bên thì nhận thẳng chân tâm. Hôm nay mấy huynh đệ thấy được hai bước chưa? Ôn lại nè, tánh không để chúng ta biết về cái gì? Bản chất của các pháp là duyên hợp.
quý vị hãy đưa lên một vấn đề: các pháp nào mà không do duyên hợp mà có? Có pháp nào không do duyên hợp không? Không, tất cả đều do duyên hợp mà có. Cho nên nó là tánh không. Và khi biết nó tánh không rồi, quan trọng nhất là mình không trụ, không chấp, không dính mắc. Hôm nay trong thực tế, chúng ta hãy đem cái trí tuệ bát nhã nhìn vào cuộc sống của mình. Những cái gì nó đang làm cho mình phiền muộn, những cái gì nó làm cho tâm mình dao động, mình hãy nhìn thẳng vấn đề của nó. Cái chỗ mình dính mắc về một lời nói, về một thái độ của ai đó đối với mình, thì lời nói và thái độ có chân thật hay là duyên hợp tánh không? Duyên hợp tánh không. Huynh đệ nói câu đó phê bình mình cũng là duyên hợp. Huynh đệ thấy mình cái gì đó cho nên phê bình. Chứ nếu mình thay đổi thì huynh đệ cũng sẽ thay đổi cách nói. Thấy chị hơi không được xiên rồi nha. Thấy lắc chuông rồi cũng còn chưa có mặt. Thí dụ vậy thì nói không được xiên thì đó là duyên hợp hay là cố định? Duyên hợp. Vì tới lắc chuông rồi chưa có mặt. Vậy để vượt qua cái chỗ không được xiên này, chưa lắc chuông mình ra liền, có ai chê không? Thì thay đổi liền thì tự nhiên các pháp thay đổi. Đó thì thưa đại chúng, cái cách tu của Đạo Phật nó giống như vô phòng thí nghiệm vậy đó. Nếu ai vào phòng thí nghiệm cảm thấy thích thú thì tôi nghĩ người đó học Phật sẽ rất rất thích thú. Tại vì học Phật cũng giống như vô phòng thí nghiệm. Chất này cộng chất này ra màu đỏ, chất này cộng chất này ra màu xanh. Thì học Phật rõ ràng như vậy. Mình làm việc này với cái tâm phiền não sân si thì mình khổ. Bây giờ mình muốn hết khổ phải không? Đổi, làm kiểu khác. Đừng chấp ngã, đừng chấp pháp, đừng phân biệt. Tự nhiên cái tâm nhẹ nhàng liền. Học Phật là một kết quả thực tế. Từ chân tâm mới có diệu hữu. Diệu hữu tức là những sự màu nhiệm khi đạt được chân tâm. Và cái màu nhiệm đầu tiên như chúng tôi đã giới thiệu với đại chúng chính là cái diệu hữu từ cái diệu dụng của sáu căn. Nói một cách sâu hơn là tám căn chứ không phải là sáu căn. Tại vì có tám thức phải không? Sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý để có cái biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm và ngay cái biết nếm, biết nói bàn nữa. Cái lưỡi mình biết nói bàn. Bài kệ này chúng ta đã được Ngài Tổ sư Ba La Đề trả lời cho vua Dị Kiến. Không biết đại chúng có nắm được bủ bối này không? Để hành trì không? Xin mời cùng đọc nè. Tại mắt là thấy, tại tai là nghe, tại mũi là ngửi, tại miệng nói bàn, tại tay nắm bắt, tại chân đi lại, uống ra trùng pháp pháp giới, mà thu lại chẳng thầy hạ cải. Mũi giới không phải hạ cải đâu. Người biết thì nói là Phật tánh, kẻ không biết thì gọi là linh hồn. Trước đó có bỏ sót hai chỗ. Tại thai là thân, Phật tánh thấy từ trong bụng mẹ. Khi bà mẹ vừa có một em bé tượng hình thì đã thấy Phật tánh ở trong thai. Một sinh vật có mặt thì cái sinh vật đó được theo khoa học nhìn thì tinh cha quyết mẹ, nhưng với đạo Phật còn thấy một cái chất thuộc về tâm linh nữa, chính là thần thức của một hương linh vừa mất. Và thần thức là gì? Cái thần thức đó gá vào thai mẹ trong cái giao điểm, trong cái lúc mà cha mẹ gặp nhau thì thần thức với tinh cha quyết mẹ tạo thành một thai nhi.
Và cái thần thức này gồm có cái gì đại chúng có biết không? Gồm chân tâm, Phật tánh bình đẳng, tức là cái chân tâm bình đẳng như Phật, nhưng nó đang xen lẫn nghiệp chướng của chính mình. Những cái gì mình đã làm lành thiện, nó cũng miss, nó cũng trộn với Phật tánh. Mà những cái gì mình tạo ác, những cái miệng thị phi, những cái lời tư tưởng xấu ác, không bao giờ hy sinh, vân vân, nó tạo thành một năng lượng xấu để nó trộn lẫn với Phật tánh. Và chính vì vậy, chúng ta, cái thần thức này không ai giống ai cả. Vì thế, nếu lỡ chúng ta đã có nghiệp, coi như có thần thức hết rồi, có nghiệp rồi, nhưng mà mình đủ lòng tin, sống với chân tâm Phật tánh trong giây phút đó, thì mình sẽ có một cái lực gọi là đới nghiệp vãng sanh, hay nói hẳn giải thoát, rồi gọi là tiệm tu. Quý vị thông cảm chỗ này không? Cho nên chúng ta giờ này đã muộn, hãy nỗ lực dụng công sống với chân tâm. Và chuyện đó nó quan trọng hay chuyện chê khen chung quanh quan trọng? Thưa đại chúng, tu hành rất quan trọng, vì cái chết đến rất bất ngờ, không thể nào mặc cả. Có nghĩa là mình không thể nói trời ơi dòng họ con toàn là sống dai không à, thì con không đến nỗi nào đâu, yên chí đi. Thầy đừng có đem cái pháp sanh tử nhắc con chi, nhắc mấy người kia đi. Chứ con là thì dòng họ con tuổi thọ dài lắm. Không chắc. Cái chết đến rất bất ngờ, không thể nào mặc cả với ai? Với thần chết, với tử thần. Như vậy chúng ta tu trước phải đi từ bát nhã. Từ bát nhã. Để thấy cái gì? Thấy bát nhã ở đâu? Ngũ uẩn đều không? Trước nhất nhìn về mình nè, ngũ uẩn là nhìn về mình nè. Rồi từ đó mình nhìn ngũ uẩn của ai? Của tất cả huynh đệ cũng vậy. Đều không? Hôm nay có khi nào có lâu lâu được lần thấy đều không không? Hay lúc nào cũng thấy có? Thân này mình thấy nó tánh không không? Rồi tâm gồm có 4 trạng thái, thọ, tưởng, hành, thức. Có lần nào mình thấy nó không không? Thưa đại chúng, phải thương mình. Đủ duyên học Phật khó vô cùng. Và học Phật để hiểu được nó khó vô cùng. Tại vì như bản thân chúng tôi cũng nhiều lần chia sẻ với đại chúng, chúng tôi có một cái duyên 9 tuổi là học đạo rồi. Hằng tuần được các hòa thượng từ chùa Ấn Quang qua dạy đạo mỗi tuần. Và không những đợi Chủ nhật tôi mới học đâu, thứ bảy là được. Thuê xe đi đến một cái chùa của một hòa thượng để ngủ lại đêm ở đó học đạo đêm thứ bảy rồi. Sáng hôm sau mới trở về cái nơi trú xứ của mình để sinh hoạt nguyên một ngày nữa. 9 tuổi là học đạo rồi. Và tôi cũng xin khoe ha, khoe không phải mục đích để xô lên, đẩy lên cái bản ngã của mình. Nhưng mà muốn nói là mỗi người có một cái duyên. Vừa học Đức Phật Thích Ca, ngồi thiền 49 ngày thành Phật. Ngay lúc đó 9 tuổi tôi phát nguyện tôi sẽ thành Phật. Hồi đó đâu có gặp hòa thượng đâu. Thì ở đâu mình có cái ước nguyện đó. Mà vậy đó mà cũng chưa đi tu đó. Ước nguyện phát lên như vậy nhưng mà nó vẫn phát lên thôi chứ không được nuôi dưỡng. Đó, thì thưa đại chúng khó vô cùng. Đó, rồi tại sao tôi tu? Tôi đã phát tâm đi tu mà chưa quyết định ngày tu. Thì thần chết đã đến giúp đỡ. Tôi phải vào bệnh viện nhìn cái bảng gọi là phòng phẫu thuật. Đang nằm trên băng ca. Tôi nói cha, mổ vậy có khi sống có khi chết. Mà nếu chết thì đời này có một việc mình chưa làm là chưa xuất gia. Cho nên thần chết nhắc. Thấy cái bảng đó rồi, sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi quyết định lên đường. Cho nên thưa đại chúng, phải có mơ ước, thao thức và có những cái thúc đẩy mình mới lên đường. Chứ nếu không, nói là nói vậy thôi, rồi cũng như nói qua lề chơi vậy thôi. Đó, thì ở đây, khi học đạo 9 tuổi, xin lỗi đại chúng chả hiểu gì. Cho đến 15, 16 tuổi, trên bàn học tôi bao giờ cũng có bộ Phật học phổ thông.
giờ giải lao của chúng tôi là lật một trang Phật học phổ thông và học Phật bằng giảng bài đàng hoàng, thuộc đàng hoàng, nhưng cũng chẳng hiểu cách dùng công. Và tôi gặp Hòa Thượng qua bộ Kinh Kim Cang. Trước phải tu từ Bát Nhã, lục tổ ngộ nơi Kinh Kim Cang, bất ưng trụ sắc sanh tâm, không nên trụ sắc, vân vân sáu trần. Không nên trụ thanh hương vị xuất pháp để sanh tâm, nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia. Ở đây Hòa Thượng nhắc, tâm kia là tâm nào? Cái công của Hòa Thượng là như vậy. Mà chính Hòa Thượng cũng tâm sự, trước khi tu thiền, học những đoạn kinh này, bó tay, không biết cách thực hành. Và chúng tôi đang dẫn chuyện bản thân để nhắc nhở đại chúng rằng hôm nay ngồi tại Thiền viện Vô U, nghe một đoạn kinh mình hiểu cách thực hành, mình thấy được cách thực hành là một phước duyên rất lớn. Không làm, chết đi, chưa biết sanh ở cái xứ sở nào trên thế giới. Nhỡ qua Phi Châu có hy vọng gặp chùa để tu, để học không? Nhỡ đi vào những cái vùng biên địa xa xôi, chiến tranh, khủng bố, đủ thứ, có đủ duyên để học Phật, để hành trì không? Hay chỉ ra đời sống, khổ đau, thương ghét, rồi chết, rồi lại ra đời cũng cứ thế, không bao giờ hiểu đạo là gì, chân tâm là gì. Giờ này ai đã có hé thấy được con đường đi để thực hành Kinh Kim Cang vô trụ, thấy được hướng đi rồi xin giơ tay lên. Chúc đại chúng nhắc lại một phước duyên rất lớn. Hãy nỗ lực dùng công, đừng quan trọng gì chung quanh hết. Mình gần chết, cái vé mà coi như là cái visa mà ký đó là ký rồi chưa? Ký rồi, chỉ chờ giờ lên máy bay thôi đó. Mà giờ này không chịu tu thì đợi chừng nào? Và khi mình đủ lòng tin, nhưng ứng dụng cũng rất chua chát, không phải dễ đâu. Ứng dụng nó cũng còn phải có nhiều kinh nghiệm lắm mới thành công. Phật nói phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì đừng trụ nơi sắc thanh hương vị xúc. Đừng có trụ nơi cái tâm mà dính nơi sắc, dính nơi thanh hương vị xúc pháp. Tâm mà dính nơi thanh là tâm nào? Thưa đại chúng nói thực tế đi, tâm mà cái dính nơi âm thanh là tâm nào? Mình vừa nghe mình nhớ câu đó đang chê mình và lòng mình buồn buồn. Trời ơi, mình cũng ráng tốt lắm mà sao cũng có những người chưa hiểu mình. Buồn buồn thôi chứ chưa làm gì với ai. Thì tâm đó thưa đại chúng phải tâm vô thượng bồ đề chưa? Tâm đó là tâm vọng, tâm vô minh đó. Rồi cái tâm mới ngồi nhớ quá khứ vị lai một thời quý hoàng, ngồi nhớ hoài, thì đó tâm vọng hay tâm Phật? Tâm vọng tiếp tục. Rồi nói thôi quá khứ nhớ làm chi, tính tương lai nó thực tế hơn. Thì thưa đại chúng tương lai có thực tế không? Đạo Phật nói hãy sống trong hiện tại. Quá khứ thì đã qua, mà tương lai thì chưa đến, chưa tới. Cho nên tính tương lai người đời cho là thực tế, nhưng với đạo Phật vẫn là mơ hồ, vẫn là vọng tưởng. Ở đây nhắc chúng ta không nên trụ sống với cái tâm mà đang dính mắc nơi sắc thanh hương vị xúc pháp, nên không chỗ trụ mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy tâm chẳng sanh diệt mới là tâm hay sanh muôn pháp. Tâm hay sanh muôn pháp, ai thốt lên lời này? Lục tổ đã thốt lên khi được ngũ tổ khai thị về Kinh Kim Cang. Ngài đã thốt lên, đâu ngờ tánh mình vốn sẵn thanh tịnh. Ai tin điều này rồi xin giơ tay lên. Vốn sẵn thanh tịnh nha. Đâu ngờ tánh mình, tự tánh vốn không sanh diệt. Ai tin là không sanh diệt? Rồi, đâu ngờ tánh mình vốn hằng bất động,
tâm mình là bất động. Ai tin điều này? Thưa đại chúng, những điều đó sau khi mình tin rồi, mình mới từng giây từng phút, lúc mà tâm mình vừa dính vừa động, mình nhìn ra rõ liền, mình chấn chỉnh lại. Đó, chứ không đòi mình làm Phật liền. Nhưng mà mình không bao giờ chịu để cho nó lôi theo nghiệp chướng vô minh. Có vậy thôi. Chứ không bắt mình phải giỏi liền. Chấp nhận mình còn yếu, đạo lực còn yếu, còn lầm, còn vô minh. Nhưng phải liền thấy và phải liền trở về cái chỗ vô trụ này. Và nên nhớ cái cuối cùng là đâu ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp. Rồi chúng ta có thấy hay sanh muôn pháp không? Thấy rõ ràng lắm. Những cái công việc hàng ngày của mình, những dự tính của mình cũng từ chân tâm lưu xuất. Nhưng với chân tâm mà có khuynh hướng về đường thiện, thì những cái việc đó lành thiện, lợi ích cho mình và cho người. Còn với cái tâm ô nhiễm của vô minh, chấp ngã, tham lam, thì nó cũng có dụng, nhưng mà dụng nhiễm của sân si phiền não xấu ác. Cho nên cái chữ kỳ tâm đó là tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Chúng ta tu không dính sáu trần là đã phát tâm vô thượng bồ đề. Không dính sáu trần, thưa đại chúng, là cái đạo lực của chúng ta phải tiến lên tam tế, chứ nó không dừng ở lục thô đâu. Lục thô là sáu tướng dễ thấy, lục là sáu, thô là dễ thấy. Nhưng mà tam tế là ba điều rất khó thấy. Tam tế là gì? Bây giờ có chú tiểu nè, nhớ không? Đọc không? Tam tế là vô minh. Đâu, đưa micro, coi chú tiểu thuộc không? Rồi một lát tất cả lớp cũng đọc thử coi thuộc không nha. Vô minh. Vô minh chịu tương. Sáu. Sáu. Căn. Căn. Sáu. Sáu căn. Sáu trần. Sáu trần nguyện hiện. Nguyện hiện, đọc nhỏ quá. Rồi mời tất cả đại chúng cùng đọc nè. Vô minh sáu căn sáu trần nguyện hiện. Ba bước đó. Mình vừa có trụ tướng là vô minh. Mình vừa trụ tướng là vô minh. Và khi có trụ rồi thì sáu căn của mình mới hiện và sáu trần mới hiện. Khi mình trụ là mới có căn hiện và trần hiện. Và cái chữ mà coi như là rất là sâu sắc, hiện mà là huyễn hiện. Và tất cả chúng ta nương vào trí tuệ và lòng từ bi của Hòa Thượng. Hòa Thượng cho một thí dụ, chúng ta nhớ để nhắc đại chúng. Thí dụ trong một cái buổi nhóm họp đông người, nếu chúng ta nhìn một cách mà vô trụ thì chúng ta có thấy không? Thấy. Chúng ta có nghe không? Nghe. Nhưng mà trụ là gì? Mình lưu ý một vấn đề. Thí dụ mình nhìn thấy một cái người quen quen, mình để ý người đó. Và từ khi mà vừa trụ vào người đó rồi, mình còn thấy cái tổng quát nữa không? Khi trụ một điểm là chúng ta không còn nhìn được cái tổng quát nữa. Và khi vừa trụ như vậy thì căn có hiện không? Nếu chúng ta lưu ý người đó về tướng, hình tướng, thì cái căn nào của chúng ta hiện? Mặt của chúng ta hiện. Nếu chúng ta lưu ý người đó, trời ơi, một giọng nói ngọt ngào, thì khi vừa trụ về cái giọng nói thì căn nào chúng ta hiện? Lỗ tai mới hiện. Còn bình thường nó có hiện không? Nó có mà nó không hiện. Và một chữ sâu sắc nữa là huyễn hiện. Nó hiện mà là chữ huyễn đi vào lúc nào, thưa đại chúng? Kinh nào nói về chữ huyễn này? Đó, giờ này phải tự xá phát minh nè. Kinh nào? Bát Nhã. Chỗ nào chữ kim cang, chỗ nào có chữ huyễn à? Chủ yếu là Bát Nhã. Khi mà có duyên hợp là huyễn hóa đó. Vậy thì vì chúng ta trụ vào âm thanh thì có cái căn là để nghe, chính là gọi là lỗ tai.
Khi chúng ta lưu ý về một cái tướng của bình hoa chẳng hạn, thì đây là cái tướng, thì cái gì huyển hiện? Mắt, căn mắt hiện. Nhưng mà huyển có nghĩa là khi chúng ta trụ nó mới hiện lên, còn khi chúng ta không trụ thì nó có đó mà nó không hiện lên. Quý vị để thông cảm không? Và cái điều quan trọng chúng ta dễ kẹt chính là pháp trần. Pháp trần là gì? Những người gọi là sống với nội tâm á, thôi con ít thích phóng ra ngoài lắm, con thích thu về sống với nội tâm. Và lúc đó mình mới nhớ vui buồn tính toán thương ghét ở trong nội tâm mình. Thưa đại chúng, người này có giải thoát không? Không, người này còn trầm trọng nữa đó, sẽ bị những bóng dáng rơi rớt. Khi chúng ta tiếp xúc bên ngoài, chúng ta mới cái gì rơi rớt lại, cái gì chúng ta dính mắt nó mới rơi rớt. Còn những cái chúng ta không dính mắt, nó không rơi vào nội tâm chúng ta. Chúng ta phải thấy thích, nó rơi rớt. Chúng ta phải thấy ghét, chúng ta mới bị rơi rớt vào nội tâm.